Phim điện ảnh Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè vừa chính thức ra mắt khán giả vào tối 23 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi ra mắt quy tụ đầy đủ dàn diễn viên chính gồm Phương Anh Đào và Takafumi Akutu, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, Ben Phạm và đạo diễn Cao Thúy Nhi. Đặc biệt, khi chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, đạo diễn trẻ Cao Thúy Nhi đã không kìm được nước mắt ngay trên sân khấu. Ngay buổi công chiếu đầu tiên, bộ phim đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi nhiều người bật khóc ngay tại rạp. Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè là hành trình của cô gái tên Hạ do diễn viên Phương Anh Đào thủ vai. Câu chuyện bắt đầu khi Hạ đến thị trấn Higashikawa, Hokkaido, Nhật Bản để tìm cha. Hành trình của Hạ rẽ qua hướng mới, khám phá vùng đất có tuyết rơi vào mùa hè, nơi cha cô sống trong thời gian dài. Và tại đây, Hạ gặp chàng trai Nhật Bản Akira do diễn viên Takafumi Akutu thủ vai. Bối cảnh chính của phim là thị trấn Higashikawa nằm ở Hokkaido, Nhật Bản. Nơi đây được xếp thứ 3 trong danh sách những điểm đến yêu thích tại Hokkaido bởi Higashikawa được mệnh danh là thị trấn ảnh và là nơi hiếm hoi trên thế giới có tuyết rơi vào mùa hè. 90% cảnh quay trong phim được thực hiện tại Nhật. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.